Phin ơi là phin. Người ta phin cà phê là người ta nhỏ giọt, còn cái này nó tràn bờ đê luôn. Thiệt tình. Phin ơi là phin ơi. Này là phải giặt lẹ thôi, không thôi về không chửi nữa. Biết rồi. Sao cái ổ khóa mật khẩu cũ? Em đổi mật khẩu rồi. Vậy giờ làm sao? Trời ơi, nhậm nhí. Em đổi số gì vậy? Sinh nhật của em đúng không? Sinh nhật ai mà 1, 2, 3, 4. Mệt không? Sáng giờ mệt không? Trời ơi, dễ ợt à anh. Vậy hả? Mời anh vào. Cảm ơn em. Làm gì vậy? Em giặt đồ thôi. Em giặt đồ mà em lấy nón lá em che đôi mắt em lỡ. Tại sao lại giặt đồ? Tiệm giặt cho sẵn giặt đồ cho anh luôn. Em bị ấp áp, úng ú a ú ớ. Giặt đồ là giặt cái gì? Căng ra có niệm à? Không có. Phin ỉa hả phải không? Không có. Trời ơi, anh dặn, không tin tôi. Anh đã dặn là ở nhà mỗi khi mà nó tè nó làm cái gì là em phải lấy cái thải em hút vô. Thiệt luôn á. Anh đúng không? Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà giờ anh không tin tôi. Nè, em lương lẹo lắm. Tôi sẵn tôi giặt cái đầm cho anh luôn nè. Thấy chưa? Giặt đồ không mà. Rồi không có tôi ở đây rồi ai giặt cho anh? Thấy cái niệm dơ nó bị ú vàng. Em xuống em thấy cái đầm sẵn giặt nè, giờ mốt mà anh có đi diễn thì anh đi. Anh đi. Ôi, chưa. Em ca. Dị tâm. Trời ơi. Thôi xong rồi giờ phơi lên xong rồi vô phụ anh nấu đồ ăn đồ thì đón mình về. Dạ. Cảm ơn em.